Chào anh em, ở trên mặt bàn của tôi bây giờ là đang có hai chiếc Vertu, một chiếc Vertu màu trắng bên đây, bên này, bên tay trái này là chiếc Vertu chính hãng đội vỏ, còn chiếc Vertu bên tay phải màu vàng này là chiếc Vertu Superfect. Để mà biết Vertu chính hãng hay không thì anh em có thể ấn nút bên sườn này lên chữ Concierge này là Vertu chính hãng. Còn đâu nếu mà anh em mà ấn nút bên sườn này nó ra chữ Assistant thì đấy là Vertu fake, Vertu nhái. Một số anh em dùng Vertu chính hãng độ vỏ mà có nhu cầu cái vỏ cũ này nó bị cũ đi, hoặc là anh em muốn chuyển sang màu khác, có nhu cầu thay vỏ thì bên chúng tôi là nhận thay vỏ các dòng điện thoại Vertu này. Thay vỏ từ vỏ cũ sang vỏ mới, từ vỏ màu trắng sang màu vàng. Giá cả thì cam kết với anh em là giá rẻ nhất trên thị trường. Ngoài ra thì bên tôi có các dịch vụ như là sửa chữa các dòng Vertu này. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Test Mobile, địa chỉ 64 ngõ 39 phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 096 509 6886. 096 509 6886. Hoặc anh em có thể gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo hoặc nhắn tin qua Zalo thì chúng tôi hỗ trợ 24/24. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin hẹn gặp lại các anh em vào trong những video tiếp theo.